Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hy-ri: "Rabuni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống thì ai cũng muốn sống một cuộc đời tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Người thì vui vì có công ăn việc làm, người ấy thì vui vì là vượt qua được cái căn bệnh hiểm nghèo, người ấy thì vui khi mà họ trao ban cho một ai đó những cái thứ mà người ta cần, vân vân. Thì đi vào lời Chúa ngày hôm nay thì chúng ta thấy niềm vui của bà Maria Magdala là bà đã thấy Đức Giêsu Kitô phục sinh, và bà hân hoan ra đi loan báo tin vui phục sinh cho mọi người. Vậy như bà Maria Magdala, Chúa cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy ra đi loan báo tin vui trọng đại này cho toàn thể nhân loại, để tất cả cùng được hưởng cái niềm vui và hạnh phúc của Đức Giêsu Kitô phục sinh. Thì trước hết chúng ta thấy tin mừng hôm nay Thánh Gioan cho chúng ta thấy cái tâm trạng của bà Maria Magdala. Đó là bà còn đang đau xót, khóc thương trước cái chết của Đức Giêsu. Thì hôm nay bà đã được Đức Giêsu đứng phục sinh, lấp đầy tâm hồn mình bằng một niềm vui khôn tả. Tức là bà đã được gặp chính thầy mình, là đứng đã chiến thắng thế gian và đang được vinh hiển. Cái niềm vui gặp được đứng phục sinh đã thúc bách bà Maria lập tức chạy đi loan báo tin vui này cho mọi người. Vì tin mừng phục sinh là một niềm vui quá đỗi lớn lao, nên không cho phép và cũng không ai có thể giữ lại cho riêng mình. Thật vậy, Chúa sống lại
Nó không chỉ là một tin vui cho các tông đồ hay là cho các phụ nữ theo Chúa trong suốt những ngày khổ nạn vừa qua, nhưng đây còn là cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Vì Chúa sống lại mang đến cho con người một cuộc sống ý nghĩa, đích thực, một niềm hy vọng chắc chắn về sự sống lại, và mở ra một con đường đưa đến hạnh phúc viên mãn. Vì như Thánh Phaolô nói, nếu Đức Giêsu không trỗi dậy thì chúng ta là những kẻ đáng thương nhất trong tất cả, và niềm tin của chúng ta sẽ trở nên trống rỗng, vô ích. Vậy Đức Giêsu đã sống lại. Người đang sống và cũng đang hiện ra với chúng ta trong từng giây phút, trong từng biến cố của cuộc đời. Thì như bà Maria Magdalena xưa, Thiên Chúa vẫn cất tiếng mời gọi mỗi người chúng ta hãy ra đi loan báo tin vui trọng đại này cho mọi người. Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta có nhận ra được tiếng của Chúa hay không? Hay chúng ta lại cứ tưởng như là tiếng của người làm việc? Quan trọng là chúng ta có nhận ra được Chúa Giêsu trong cái thân phận khốn khó, thấp hèn, đau khổ hay không? Hay là chúng ta lại cũng cứ vờ đi và rồi không thấy được Chúa Giêsu trong những cái thân phận bé nhỏ, thấp hèn như thế? Vậy để có thể nhận ra và gặp được Đức Giêsu Kitô phục sinh, chúng ta cần phải biết sống gắn bó, kết hợp mật thiết với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng đi trên con đường thập giá mà chính Chúa đã đi. Và đồng thời chúng ta cũng phải biết chết đi cho những thói hư tật xấu, những ghen ghét, những đố kỵ, những tham sân si, phải đoạn tuyệt với những con người cũ, biết mặc lấy con người mới là giống hình ảnh Đức Giêsu Kitô. Hơn hết là chúng ta hãy có một cái tấm lòng, chúng ta mở ra với tất cả những thân phận con người, với tất cả những người đau khổ, những người khó khăn. Chắc chắn trong những cái thân phận ấy, họ là những hình ảnh của Đức Giêsu Kitô. Vậy xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn cảm nghiệm thật sâu xa và nhận ra được sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô phục sinh trong cuộc đời mình. Vì chỉ khi chúng ta tự tin nói rằng tôi đã thấy Chúa thì chúng ta mới có thể sống và loan báo